Xin chào các bạn, hôm nay mình tên là Du Huyền, mình còn... Thank you.
ta, bây giờ là mình đã xong phần makeup của mình rồi. Bây giờ là mình sẽ đi làm tóc và thay trang phục mới để ta phù hợp với buổi tối tối nay nhé. Vâng, bây giờ mình vừa hoàn thành xong phần makeup và đồ đi tiệc của mình. Các bạn hãy subscribe và đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.